Báo cáo bác là hàng thì về rất là nhiều nhưng hết lại về cho các bác liên tục. Ở đây, iPhone về cho bác là 6 có, 8 có, 8 bản 64 có ạ. 6 Plus có bác nhé, 6 Plus bản 64 quốc tế. Đây, rồi là iPhone 8 đều có hết. Nhưng mà clip này thì em Tuấn sẽ giới thiệu cho bác đến con iPad, iPad 4. À, đối với lại cái dòng iPad 4 này thì báo cáo bác là em Tuấn đã giới thiệu trên trang cho bác được rất là nhiều rồi. Chưa? Rất là nhiều iPad 4 này. À, con này bản 16GB, bản Wi-Fi nhé. 16GB. À, dòng này thì phải nói luôn là nồi đồng cối đá. À, tại sao em Tuấn lại giới thiệu? Từ bây giờ em Tuấn sẽ giới thiệu từng clip một để cho các bác nó chi tiết hơn. Chi tiết hơn. Và thỉnh thoảng là nó có hàng về thì em sẽ đăng lại cái clip đấy để cho các bác biết là nó có hàng. Chứ không là nhiều lúc em cứ đăng... không nhiều lúc em đang lẫn nhiều hàng quá thì các bác lại cứ nghĩ là con nọ còn cái còn, nên là tóm lại là giờ là em sẽ giới thiệu từng con. À, có một số bác lấy về thì em báo cáo bác là đối với lại dòng iPad này hoặc là iPhone hoặc là điện thoại, các bác nào lấy về nếu chưa biết cài ứng dụng thì sẽ thông báo cho em Tuấn, em Tuấn sẽ cài ứng dụng tại bên em Tuấn cho các bác để về các bác. À, đối với cái dòng này này, nó quản lý iCloud nó rất là chặt chẽ, nó không phải là các bác thích rồi bác cài được ngay đâu. À, có những bác cài đăng nhập một hai lần là họ khóa vài phút hoặc vài tiếng sau họ mới cho mở lại, nên cái đấy nó rất là phức tạp. Bác nào không biết cài thì gọi luôn cho em Tuấn cài cho, em Tuấn sẽ cài hết ứng dụng cho các bác ở trong đó, được chưa? Ví dụ như đây, như những con này là em Tuấn đang cài đây, đây này, đang cài hết ứng dụng cho các bác để các bác về chỉ sẵn dùng thôi. Đây chỉ phải dùng đây này, Zalo, Facebook, YouTube là vào được hết, các bác chú ý hộ em nhé. Không con nào không cài được cả. Bởi vì là em Tuấn sẽ không cho các bác mượn tài khoản nữa. Em cho hôm trước em tạo một cái tài khoản cho các bác mượn rồi đấy, nhưng mà về sau là các bác cứ có bác thì là muốn thay đổi cái tên, rồi là đồng bộ, rồi thế nọ thế kia, rồi là muốn chiếm hữu của mình, nên thành ra là bên iCloud họ sẽ khóa mất vài ngày liền, nên rất là phức tạp. Nên bây giờ em Tuấn đây, em sẽ đăng nhập iCloud của em tải cho bác, xong em đăng xuất ra, về các bác thích cá nhân của bác thì bác đăng nhập vào. Và em sẽ tải đầy đủ hết cái ứng dụng này cho các bác để các bác dùng cho nó thích đấy. Chứ các bác ạ, đây này, em tải, bây giờ em đang cài này. Những con này là em đang cài sẵn cho khách hàng luôn. Đấy là về các bác chỉ sẵn này bác dùng thôi. Cốc, ví dụ đây là chương trình cốc chẳng hạn, đúng không? Em cài sẵn là về các bác chỉ sẵn dùng, là thích YouTube thì vào YouTube, rồi thích vào những cái trang gì thì bác vào cho nó tiện, được chưa? Đấy, được chưa? Đấy, chứ còn không bây giờ là các bác về, các bác nhiều bác là không biết cài, xong nhiều bác lại gọi em Tuấn rồi hướng dẫn hay là thế nào thế kia, thành ra nó rất là phức tạp cho các bác đấy. Nên tóm lại bác là không biết thì bảo ôi cài dùn giúp anh cho nó nhanh đấy. Còn mạng đây, những con này thì nhạc rất là hay bác nhé, rất là hay luôn. Này để em mở luôn cho bác nhé. Tết ta là Tết thế nào ta? Con này loà phê lắm. Đồng đàng sớm đầu xuân đấy. Chúc được những cái dòng này này đấy. Những cái dòng này các bác có thể nhé, em sẽ tắt nhạc đấy, bởi vì nó liên quan bản quyền nên em không muốn cho nhạc lên nữa nhé, em không muốn cho tiếng, em tắt tiếng rồi bác nhé, bác thông cảm, bởi vì là nó liên quan bản quyền, nó khóa mất bài của em, lại mất việc, mất cái bài, mất việc đuổi đăng ấy, bác thông cảm. Nên Tuấn nói luôn thế cho nó dễ, bởi vì là dính quá nhiều rồi bác ạ, nên em tắt nhạc đi, bác thông cảm giúp em nhé. Không nhiều bác lại bảo ô tại sao ông tắt đi thế. Đây, ví dụ như là tất cả chương trình truyền hình online em cũng có cài sẵn hết cho bác. Các bác thích dùng cái gì bác dùng về đấy, HTV9 hay là các chương trình gì đây các bác cứ vào bác dùng thôi, thoải mái thôi, được chưa? Đấy, ok chưa? Đây, tập 10, tập 9 hay tập bao nhiêu là các bác xem TV, xem online nằm hết trên này luôn. Tập 11 này, tập 8 này này, hay là tập 7 là các bác tự chạy được. Em cài cái HTV online đây cho bác để bác xem TV luôn đây. Đấy, ok chưa? Đấy, nên là rất là ok. Em dính cũng khá nhiều. Các bác là cứ để về anh cài cho, xong cuối cùng là về các bác hỏi tại sao nó khó, là không làm được, hay là máy của em không cài được. Đây bác nhé, em đã cài trên con iPad 4. Con này có mức giá là 2 triệu đồng, gồm máy này, bao da và sạc luôn. 2 triệu đồng nhá. Máy, bao da và sạc. Ok chưa? Phải nói luôn là một cái giá quá quá hợp lý cho các bác rồi. Bác nào không gọi, không liên lạc được thì cứ nhắn tin vào số điện thoại này cho em, 0911 169 961, hoặc nhắn vào Zalo số này. Em Tuấn sẽ trả lời trên đấy cho các bác.
đấy các bác phụ em, chứ không nhiều lúc là em cũng quay bài, em bận việc rồi thế nọ thế kia, thành ra các bác cũng không liên hệ được ấy, thế là thành ra nó rất là phức tạp đấy. Xong là đây, còn là về TikTok thì em cũng cài sẵn hết cho các bác luôn, nhưng em xin phép em tắt tay, em xin phép em được tắt âm thanh vì là không là nó sẽ dính đấy đấy này. Không thiếu cái gì luôn bác nhá. Đây này, mở loa lên là lên đi, nhớ không dám mở loa đấy. Tết năm nay nhớ lì xì tao nhá. Đấy, đây em xin phép em tắt âm thanh nhé, để tránh cái bản quyền. TikTok có hết bác nhá, đây nhá, TikTok này. À, TikTok có hết nha, không thiếu cái gì cả. Em cài tất cho bác, gồm có xem TV online này, TikTok này, Google này, Zalo này, Facebook này, Cốc này, YouTube, tất cả các thứ trong Cốc này các bác thích vào cái gì thì vào, không thiếu một cái gì luôn. Ok chưa? Đấy, Cốc này. Đấy, các bác có thể nói chung là xem thì net. Những con này các bác có thể vừa nghe nhạc và hát karaoke. Quá chất lượng. Em xin phép được tắt âm thanh. Tắt âm thanh các bạn. Đấy, được chưa? Tắt âm thanh để tránh đây này, mở lên luôn này. Đấy, lại tắt luôn nhé, không cần. Các bảo xem mà hát karaoke như này thì có phê không? Thích không? À, con này 2 triệu đồng các nhé, 2 triệu đồng. iPad 4 bản 16GB Wi-Fi. Đấy, em cài đầy đủ tất rồi, tìm iPhone rồi Facebook, Zalo, không thiếu một cái gì luôn. Con nào thích cài gì em cài cho nhé. Em cài đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, đây là con iPod. Có một số bác đã bảo không cài được, không phải đâu bác nhé. Không phải, không cài được đâu bác nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, về hình thức là khi các bác nhận hàng gồm có này, bác lấy màu da bò hay da, hiện tại em có màu da bò hoặc màu da đâu không có, màu da xanh và đen. Đây, xanh và đen. Đối với lại iPad 4 này, đây, màu này, màu xanh và màu đen nữa. Thì đây, nhận thì các bác có thêm một cái bao vỏ bao da này. Đấy, vỏ bao da. Đây là vỏ bao da. Bao da này để các bác dùng nó tiện hơn. Ok chưa? Ok chưa? Đây, vỏ bao da thì các bác có thể để nó như thế này. Đấy, các bác có thể để nó như thế để các bác xem tivi hay xem cái gì là việc của các bác, rồi hát karaoke. Đấy, ok chưa? Vào này, thì nó nhanh lắm, nó thích các bác ạ, chứ không phải là các bác đây. Đấy, nhìn chưa, chạy luôn. Xin phép là em đang tắt nhạc nhé, đây này. Đấy, mở loa này, nó tắt ngay, nó dính bản quyền. Bác bảo đẹp như thế này mà. 2 triệu gồm có máy, bao da và sạc luôn cho bác. Một con iPad bây giờ phải nói luôn là nó quá phổ thông cho bác rồi, không còn gì để xa xỉ nữa. À, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, số điện thoại đây nhé, nhắn Zalo, Facebook cho em. Không cài được bảo em Tuấn cài luôn cho nó nhanh. Đấy, xong đây ví dụ như con này em Tuấn cài xong này, em Tuấn đã cài xong nhé, là em sẽ đăng xuất cái tài khoản của em ra, nó không liên quan gì bảo mật của bác nữa, về cá nhân của bác nữa em không theo dõi gì nữa. Đây, khi em cài xong nhé, là em Tuấn sẽ vào này, vào thoát iCloud của em ra, đăng xuất luôn. Đấy, đăng xuất ra. Đấy, được chưa? Thế là xong hết, chả liên quan gì bác về bác đăng nhập iCloud của bác này, tự các bác đăng nhập của bác vào nhé. Đây, nó hỏi đăng nhập mới, xong hết chưa? Là bây giờ ứng dụng các bác dùng thoải mái nhé, không thiếu ứng dụng gì luôn. Đây, rồi hẹn gặp lại các bác clip sau nhé. Mức giá 2 triệu tròn một bộ. Mức giá này mà các bác nào còn mặc cả em Tuấn thì bó tay. Các bác tham khảo giá toàn quốc đi. Được không bác?